Đại dịch COVID-19 là thảm họa của thế giới, khi số lượng các ca mắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế giới không những chạy đua chữa trị với những ca mắc mà còn phải chế tạo vaccine để tiêu diệt hoàn toàn thảm họa dịch bệnh này. Một năm qua, dịch bệnh COVID-19 như một cơn ác mộng đối với toàn thế giới, khi mà đến nay đã có 74 triệu người mắc, trong đó có 1,6 triệu người đã tử vong. Nhiều nước trên thế giới đã bắt tay ngay vào công cuộc nghiên cứu để sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Trong thời gian vừa qua, ngành y tế Việt Nam đã khởi động toàn bộ hệ thống nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 4 nhà sản xuất đã triển khai cùng với sự góp mặt của các nhà khoa học trong nước cũng như các chuyên gia quốc tế. Sáng ngày 17 tháng 12, Học viện Quân y đã tiến hành tiêm thử mũi vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất với tên gọi NanoCovax đầu tiên trên người tình nguyện. Dự kiến tiêm thử nghiệm vaccine đối với 3 người thuộc nhóm liều 25 microgram. Đây là giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19. Theo giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, Học viện và công ty Nanogen đã chuẩn bị rất kỹ cho khâu thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, sự an toàn của các tình nguyện viên sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở kết quả theo dõi đánh giá sau 72 giờ sau khi tiêm vaccine trên 3 người đầu tiên này, mới quyết định mức liều và số người tham gia tiếp theo. Thời gian nghiên cứu cho mỗi người tham gia là khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Đến tháng 3 năm 2021 sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 và tháng 8 năm 2021 thử nghiệm giai đoạn 3 trên 3.000 đến 4.000 người hoặc mở rộng đến 10.000 người. Giai đoạn 1 sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi tham gia và được phân ngẫu nhiên vào 3 nhóm, bao gồm nhóm 1A với 20 người dùng mức liều 25 microgram sẽ được thu tuyển đầu tiên. Tiếp theo là nhóm 1B gồm 20 người dùng mức liều 5 microgram và sau đó là nhóm 1C gồm 20 người dùng mức liều 75 microgram. Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ được tiêm bắp 2 mũi vaccine, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày. Theo đại diện công ty Nanogen, đơn vị này và các bên liên quan đã chuẩn bị mọi công việc liên quan tới xử lý các biến cố không may xảy ra. Nanogen đã làm hợp đồng với đơn vị bảo hiểm để chi trả cho những tình huống rủi ro. Phía công ty cũng đã ký quỹ với ngân hàng một số tiền rất lớn để chi trả cho những vấn đề mà bảo hiểm không thanh toán được. Lãnh đạo công ty Nanogen cho biết, đơn vị đã dự trù khoản kinh phí khoảng 20 tỷ đồng cho những rủi ro của tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho biết, về nguyên tắc với tất cả các thử nghiệm lâm sàng nói chung, để giảm bớt rủi ro, bao giờ cơ quan quản lý cũng yêu cầu đơn vị sản xuất phải mua bảo hiểm cho các đối tượng tham gia nghiên cứu. Trong trường hợp có biến cố ngoài mong muốn, chẳng hạn như có liên quan đến vaccine hoặc do nghiên cứu, sẽ được bảo hiểm chi trả. Một năm trôi qua, đại dịch COVID-19 đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân trên toàn thế giới, đặt ra câu hỏi lớn về phục hồi và phát triển bền vững cho các nền kinh tế. Trong khi đó, tương lai của đại dịch thì vẫn còn chưa rõ ràng. Khi năm 2020 đang dần khép lại và thế giới lại chuẩn bị bước sang một năm mới, nhiều người hy vọng năm 2021 sẽ có những bước tiến mới, thay đổi mới và hy vọng đại dịch COVID-19 sớm bị đẩy lùi. Trong lúc này, nhiều người cho rằng vaccine chính là liều thuốc mang lại hy vọng đưa thế giới sớm thoát khỏi đại dịch hiện nay. Những nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm tìm ra vaccine chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có vẻ như đã được đền đáp khi chỉ chưa đầy một năm sau khi SARS-CoV-2 xuất hiện và lan rộng khắp toàn cầu. Nhiều hãng dược phẩm trên thế giới tuyên bố đã thành công trong các thử nghiệm lâm sàng với hiệu quả lên tới 95%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có khoảng hơn 50 vaccine phòng COVID-19 đang được thử nghiệm trên người. 13 trong số này đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối trên quy mô lớn. Trong khi đó, còn khoảng 163 vaccine đang được nghiên cứu và phát triển tại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Tập đoàn Công nghệ Sinh học Moderna của Mỹ tháng 11 năm 2020 đã thông báo vaccine thử nghiệm của hãng đã phát huy hiệu quả tới 94,5%. Trước đó, vaccine do tập đoàn Pfizer Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển đã cho thấy hiệu quả lên tới 90%. Pfizer và BioNTech hy vọng sẽ cung cấp tối đa 50 triệu liều vaccine trên toàn thế giới trong năm nay và tối đa 1,3 tỷ liều trong năm 2021. Trong khi đó, với hiệu quả có thể đạt tới 90% chỉ với một liều sử dụng,
Anh cũng thông báo sẽ đưa vaccine do liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển vào tiêm chủng đại trà trước mùa xuân năm tới. Tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế Nga cũng cho biết kết quả phân tích những dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Sputnik V của Nga đã cho hiệu quả lên tới 95%. Trung Quốc đồng thời đang thử nghiệm giai đoạn 3, 5 loại vaccine tiềm năng cho nước này tự bào chế. Quá trình phát triển vaccine và thuốc điều trị tại Thái Lan hay Hàn Quốc đều đạt được những tiến bộ đáng kể. Những kết quả khả quan trên cho phép các nước tính tới kế hoạch sớm đưa vaccine vào sử dụng. Anh ngày 2 tháng 12 vừa qua đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 của hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech của Đức. Sau Anh, Bahrain và Canada đã là nước thứ hai và thứ ba phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech. Mỹ cũng đã thông báo thực hiện tiêm chủng vaccine quy mô lớn từ ngày 14 tháng 12 năm 2020. Đây là một đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Mỹ. Nga, Thái Lan, Canada, Mexico, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Na Uy, Tây Ban Nha dự kiến cũng sẽ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine đại trà từ cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Liên minh châu Âu-EU đã đạt thỏa thuận với công ty Moderna về việc cung cấp 160 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo các chuyên gia, triển vọng về việc hàng triệu người sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian tới đang là động lực để tạo nên tâm lý tích cực trên phạm vi toàn cầu. Điều quan trọng ngay lúc này là các nước cần tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác và chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau đối phó với dịch bệnh COVID-19. Mới đây, tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, quan chức 21 nền kinh tế thành viên đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác luân chuyển các mặt hàng thiết yếu như thuốc men và thiết bị y tế. Trước đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhanh chóng thành lập quỹ ứng phó với COVID-19 và kho dự phòng vật tư y tế khu vực. Liên minh châu Âu-EU cũng đã tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, từ chiến lược chung về xét nghiệm và tiêm chủng cho tới ứng dụng cảnh báo COVID-19 trên điện thoại di động hoạt động trên toàn EU. Những cam kết chính trị mạnh mẽ của các nước nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine một cách công bằng đã thắp sáng hy vọng rằng mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều được hưởng lợi ích từ những thành tựu phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19. Sau một năm chống chọi với dịch bệnh COVID-19, người dân trên toàn thế giới đang ngập tràn hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc nhờ kết hợp tiêm chủng vaccine và các biện pháp y tế cộng đồng đã chứng tỏ hiệu quả trong thời gian vừa qua. Cùng với tinh thần chung sức, đồng lòng, không để ai bị lãng quên, dù diễn biến dịch bệnh được dự báo là sẽ còn phức tạp và khó lường, nhất là trong mùa đông và mùa xuân năm tới. Tuy nhiên thì đó chính là những tia hy vọng giúp cho người dân trên toàn thế giới chống chọi lại trong cuộc chiến trường kỳ chống COVID-19.